phát tài cực mạnh. Đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch 2024, người tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, trời ban lộc lớn, buôn bán lãi cực đậm, giàu sang phú quý đến già. Quý anh chị thân mến, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại anh chị Đinh Tị 1977. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý anh chị Đinh Tị 1977 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý anh chị sẽ góp phần lớn lao. Đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi công đức vô lượng này xin được hồi hướng đến toàn thể quý anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng, chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh, về tử vi 12 con giáp cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý anh chị Đinh Tị 1977 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng tử vi việc ngày một phát triển. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của anh chị. Và ngay sau đây, không để anh chị Đinh Tị 1977 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý anh chị cùng lắng nghe. Cuộc đời sang trang mới, 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024, thầy Tử Vi bất ngờ hé lộ trước, tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 thần thánh phù hộ, như hổ mọc thêm cánh, oan mình giàu to. Đầu tiên là về luận giải tổng quan tử vi của quý bản mệnh Đinh Tị sinh năm 1977 trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Theo luận giải mới nhất về tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Tị thấy rằng, thời gian này có lâm quan nhập mệnh, điều này sẽ mang lại cho quý bản mệnh năng lượng dồi dào để thực hiện những gì mà bản thân đang còn ấp ủ. Đây là một thời điểm thuận lợi để Đinh Tị khởi sắc trong công việc và cuộc sống, nhưng nhìn chung trong mọi việc thì Đinh Tị phải tự lực cánh sinh mà không được nhiều người giúp đỡ. Đinh Tị phải tự tin vào khả năng của mình và không ngại khó khăn. Thời gian này, những ý tưởng hay ho cũng sẽ giúp Đinh Tị có những phút giây trao đổi, bàn bạc giá trị. Đinh Tị có thể tìm kiếm sự hợp tác và góp ý từ những người xung quanh. Tuy nhiên, khi tiến hành vào thực tế, thì Đinh Tị nên hành động độc lập, tự mình soi xét vấn đề nhé, để xem nên tiếp tục thay đổi hướng trước khi giao phó cho người khác. Đinh Tị không nên quá tin tưởng vào những lời hứa hay cam kết không rõ ràng. Còn về khía cạnh sức khỏe của quý bản mệnh khá ổn định, mà sẽ không có gì phải lo nghĩ nhiều. Ai đang chữa bệnh thì an tâm chữa trị và làm theo những chỉ dẫn cụ thể của bác sĩ dày dặn kinh nghiệm. Đinh Tị cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống và vận động hợp lý, tránh những thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe. Bách việc mang tới vận trình tình cảm cực kỳ rực rỡ cho Đinh Tị, và Đinh Tị sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người phù hợp. Tuy nhiên, người độc thân đôi khi cảm thấy bối rối khi không biết chọn lựa ai, trong khi người có đôi thì nên thận trọng, phải tìm cách chống đỡ với những cám dỗ đang ập tới, có nguy cơ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Đinh Tị lúc này nên giữ vững lòng trung thành và tôn trọng người bạn đời của mình. Nhìn chung, trong tháng 3 âm lịch này, quý bản mệnh Đinh Tị nên chuẩn bị trước những công việc của mình, có kế hoạch rõ ràng nhé, thì Đinh Tị ắt càng hạn chế được một số rủi ro có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trên hành trình sự nghiệp thì Đinh Tị nên cân đối thời gian giữa công việc và nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức nhé. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý anh chị Đinh Tị cùng lắng nghe luận giải chi tiết về các phương diện bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe như sau. Về phương diện tài lộc, theo luận giải mới nhất thì tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này sẽ là tháng của cát tinh Thái Dương, Thái Âm, Thiên Phúc và Thiên Đức. Những cát tinh này sẽ mang đến cho Đinh Tị sự hưng thịnh, thành công và vinh quang trong công việc. Đinh Tị sẽ có nhiều cơ hội được thăng tiến, nhận được sự tín nhiệm và khen ngợi từ cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng. Nếu Đinh Tị làm việc cho công ty hay tổ chức, thì Đinh Tị sẽ có thể được giao cho những dự án quan trọng hoặc được đề cử những vị trí cao hơn. Nếu Đinh Tị có kinh doanh hay đầu tư, thì Đinh Tị sẽ có những bước tiến vượt bậc,
thu được nhiều lợi nhuận và mở rộng thị trường. Với những thành quả trong công việc, thì tuổi Đinh Tỵ cũng sẽ có thu nhập ổn định và dư giả trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này. Chính vì thế, Đinh Tỵ sẽ không phải lo lắng về vấn đề tài chính, mà có thể thoải mái chi tiêu cho bản thân và gia đình. Đinh Tỵ cũng có thể dùng tiền của mình để làm từ thiện, giúp đỡ những người xung quanh mình gặp khó khăn hoặc thiếu thốn. Đây cũng là một cách để Đinh Tỵ tích lũy được công đức và duyên phận, cũng như tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp với xã hội. Tuy nhiên, quý bản mệnh Đinh Tỵ cũng không nên quá phung phí nhé, hoặc là lãng phí tiền bạc vào những việc không cần thiết, hoặc không mang lại giá trị cao. Đinh Tỵ vì thế cần cẩn trọng khi tham gia vào những giao dịch tài chính, đặc biệt là những loại có rủi ro cao, hoặc không minh bạch. Đinh Tỵ lúc này nên tự tin vào khả năng của mình, không để bị áp đảo, hoặc lôi kéo bởi những lời mời gọi hay quảng cáo hấp dẫn. Đinh Tỵ cũng nên tìm hiểu kỹ thông tin và tư vấn từ những người có kinh nghiệm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Như vậy, thì quý bản mệnh Đinh Tỵ sẽ có những ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 rất thuận lợi và may mắn trong công việc. Vì thế Đinh Tỵ chỉ cần biết tận dụng những cơ hội hiện có, làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm thì sự giàu sang và thành công sẽ không rời xa quý bản mệnh đâu. Về phương diện sự nghiệp, luận giải tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Tỵ thấy rằng quý bản mệnh sở hữu một tinh thần làm việc vô cùng tích cực và năng động. Điều này sẽ tạo nên những điều kiện thuận lợi cho sự thành công trong công việc. Đinh Tỵ không ngại khó, không ngại thử thách và luôn chủ động tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển bản thân và nâng cao kỹ năng. Điều này khiến Đinh Tỵ nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp. Tháng 3 âm lịch này có thiên ấn chiếu mệnh, cho nên sẽ khích lệ Đinh Tỵ phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình. Đinh Tỵ có thể áp dụng những ý tưởng mới mẻ và độc đáo vào công việc, giúp mang lại những kết quả bất ngờ và ấn tượng. Đinh Tỵ cũng nên chia sẻ những suy nghĩ và quan điểm của mình với mọi người để có được sự góp ý và hỗ trợ từ họ. Đây là thời điểm mà Đinh Tỵ dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, thử sức với những công việc mới lạ và thách thức. Đinh Tỵ có đủ tự tin và quyết đoán để đưa ra những quyết sách quan trọng và chiến lược hiệu quả. Đinh Tỵ cũng biết cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, không để bị cuốn theo những cảm xúc vội vàng. Đinh Tỵ là người có tầm nhìn xa và rộng, biết hướng tới những mục tiêu lớn lao và có ý nghĩa cho xã hội. Trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch 2024 này, quý bản mệnh đang có một tinh thần làm việc rất đáng ngưỡng mộ. Đinh Tỵ không chỉ làm việc chăm chỉ, mà còn làm việc thông minh, sáng tạo và linh hoạt. Đinh Tỵ biết cách tận dụng những cơ hội hiện có và tạo ra những cơ hội mới cho bản thân. Đinh Tỵ cũng biết cách hợp tác và giao tiếp với mọi người để có được sự ủng hộ và tin tưởng từ họ. Đinh Tỵ là người có thể mang lại sự khác biệt và tiến bộ cho công việc của mình đấy. Về phương diện sức khỏe, luận giải tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Tỵ thấy rằng tháng này có tứ lục ngụ tại trung cung cho biết quý bản mệnh cần chú ý nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe. Đinh Tỵ vì thế không nên bỏ qua hay là coi nhẹ bất kỳ triệu chứng nào không bình thường trên cơ thể nhé, cho dù là nhỏ nhất, đặc biệt là khía cạnh tâm lý. Đinh Tỵ lúc này cần phải quan tâm đến tình trạng cảm xúc và tinh thần của mình. Nếu Đinh Tỵ không chăm sóc bản thân đúng cách thì Đinh Tỵ có thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán nản, căng thẳng hay lo lắng. Điều này không những ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của Đinh Tỵ, mà nó còn gây ra những hậu quả xấu cho sức khỏe và thể chất của Đinh Tỵ. Vì vậy, Đinh Tỵ nên yêu bản thân mình hơn và tìm cách sống lành mạnh và cân bằng. Đinh Tỵ có thể áp dụng những phương pháp sau để cải thiện sức khỏe như ăn uống đầy đủ và hợp lý, tránh ăn quá nhiều hoặc quá ít, tránh ăn đồ chiên, rán, ngọt, béo hay nhiều gia vị. Tập thể dục thường xuyên ít nhất 30 phút mỗi ngày. Đinh Tỵ cũng có thể chọn những hoạt động phù hợp với sở thích và khả năng của mình như đi bộ, chạy bộ, tập yoga, bơi lội hay đạp xe, nghỉ ngơi đủ giấc, tránh thức khuya. Và Đinh Tỵ nên ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm và có giấc ngủ sâu và ngon, giảm căng thẳng và xả stress. Để tránh những vấn đề trong cuộc sống hay công việc mà ảnh hưởng đến tâm trạng của Đinh Tỵ có thể tìm những cách thư giãn hiệu quả như nghe nhạc, thiền, đọc sách hay làm những điều mình thích, kết nối với bạn bè và gia đình, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Đinh Tỵ cũng nên tránh xa những người tiêu cực hay gây áp lực cho Đinh Tỵ. Chỉ khi Đinh Tỵ có một sức khỏe tốt và một tâm trạng vui vẻ, thì Đinh Tỵ mới có thể hưởng thụ cuộc sống và làm việc hiệu quả. Hãy luôn quan tâm đến bản thân và chăm sóc sức khỏe của mình nhé. Về phương diện tình cảm, gia đạo, trong khoảng thời gian tháng 3 âm lịch này,
thì quý bản mệnh Đinh Tỵ có rất nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống. Đinh Tỵ sẽ có dịp cùng những người bạn thân thiết và khám phá những điều mới lạ, hấp dẫn, tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời. Đây là cơ hội quý giá để Đinh Tỵ tận hưởng cuộc sống, gắn kết tình bạn và ghi lại những kỷ niệm khó quên bên mọi người. Quý bản mệnh hãy biết trân trọng và không để công việc hay lo toan chiếm lấy phần lớn thời gian của Đinh Tỵ nhé. Ngoài ra, Đinh Tỵ có thể làm mới lại tình yêu của mình trong giai đoạn này. Đinh Tỵ và người ấy sẽ có nhiều cơ hội để hiểu nhau sâu sắc hơn, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc và cùng nhau vượt qua những khó khăn và thử thách. Đây là bước tiến quan trọng để nâng cao chất lượng mối quan hệ, xây dựng niềm tin và sự gắn bó vững chắc. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ cho Đinh Tỵ đâu. Bách Việt xuất hiện là một tin vui đối với những người độc thân, nhưng lại cũng là một thách thức đối với những người đã có gia đình. Nếu Đinh Tỵ đang độc thân, thì Đinh Tỵ có thể gặp được một người ấn tượng và cuốn hút. Điều này khiến Đinh Tỵ nảy sinh tình cảm nhanh chóng. Tuy nhiên, Đinh Tỵ cũng cần phải cẩn thận và suy xét kỹ lưỡng nhé. Trước khi quyết định bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, thì Đinh Tỵ cũng cần xem xét rõ ràng động cơ, tính cách, lý tưởng sống và khả năng tương lai của người ấy để tránh những hậu quả không mong muốn. Nếu Đinh Tỵ đã có gia đình thì Đinh Tỵ cũng phải đề phòng những cám dỗ từ bên ngoài. Có thể có người khác giới theo đuổi Đinh Tỵ, hoặc Đinh Tỵ bị cuốn hút bởi một người mới. Điều này có thể khiến Đinh Tỵ mất đi sự trung thủy và trung thành với người ấy. Thậm chí có những người tuổi Đinh Tỵ là nữ giới luôn sẵn sàng bỏ chồng con để đi theo người khác, hy vọng tìm kiếm được hạnh phúc mới. Đây là một sai lầm rất lớn và cực nguy hiểm, vì nó có thể khiến bạn phải trả giá đắt sau này. Đinh Tỵ nên nhớ rằng, hạnh phúc không phải là điều dễ dàng tìm kiếm, mà là điều cần phải bảo vệ và nuôi dưỡng. Đừng để lòng tham và sự thiếu kiên nhẫn khiến Đinh Tỵ mất đi những gì quý giá nhất trong cuộc sống này nhé. Thưa quý anh chị, Đinh Tỵ sinh năm 1977, một năm có 12 tháng và mỗi tháng là lại có rất nhiều ngày. Trong đó mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý bản mệnh Đinh Tỵ sinh năm 1977. Xin mời Đinh Tỵ sinh năm 1977 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 theo tháng sinh để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại. Tuy nhiên, vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế, nếu quý bản mệnh là người sinh vào ngày tháng không may mắn thì cũng đừng lo lắng nhé. Có câu, đức nhân thắng số. Vận mệnh của Đinh Tỵ sinh tháng Giêng, tức tháng 1 âm lịch. Tháng Giêng là tiết Tân Xuân. Tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng này có nhiều tham vọng, mơ ước cao xa. Nếu cố gắng thì cũng có chút thành tựu. Có thể nói, tuổi Rắn sinh vào tháng Giêng không phải chịu nhiều khó khăn gian khổ, nhưng cũng chẳng được may mắn quá nhiều. Họ có tính cách vui vẻ, hoạt bát, mệnh chủ được nhiều người yêu mến. Họ có dương khí vượng, ý chí ngất trời. Có điều là họ không được thoáng đãng. Chính vì thế mà muốn làm nên đại nghiệp là vô cùng khó. Trong suốt cuộc đời, tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 1 âm hiếm khi nào được quý nhân phù trợ. Tuy có nhiều lý tưởng và tham vọng và muốn thực hiện, người có tài mà không có cơ hội thì cũng khó. Và để thi truyền sức mình muốn, giành được thành công thì chẳng mấy dễ dàng. Nếu có thể cắn răng nhẫn nhịn và nhìn vào thực tế mà đi từng bước nhỏ, vững chắc, không mơ ước quá xa vời, thì có thể thay đổi vận mệnh, có được những gì mình muốn. Vận mệnh của Đinh Tỵ sinh, tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Chập, vạn vật bừng tỉnh sau mùa đông lạnh giá. Tuy nhiên, còn đôi chút ngỡ ngàng sau giấc ngủ dài, không biết phải làm sao cho phải. Tuổi Đinh Tỵ sinh tháng này họ mang chút mơ hồ như vậy, tinh thần không được tốt cho lắm, khó có thể tự lập, càng không nói tới chuyện một tay làm nên cơ nghiệp. Tính cách người này khá trầm lắng, họ thích yên tĩnh, ham học hỏi, có tài năng về thơ ca, nghệ thuật, nhưng không may chẳng tìm được nơi dụng võ và bất mãn với thời cuộc. Ý chí phấn đấu ngày càng sa sút, lý tưởng cũng héo mòn, chỉ biết ngày ngày làm những chuyện nhàm chán, chẳng còn tham vọng, sự nghiệp cũng khó giành được thành công. Vận mệnh của Đinh Tỵ sinh, tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh, tuổi Đinh Tỵ sinh tháng này thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa thiện lương, tuy một đời không phải đại phú, đại quý, nhưng vẫn được xem là người có phúc. Sinh vào tháng này trong năm, thì tuổi Đinh Tỵ tài đức song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng, họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt ứng biến tùy theo từng tình huống, tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình. Dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, nhưng với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công không quá khó khăn. Vận mệnh của Đinh Tỵ sinh,
tháng tư âm lịch. Tháng tư âm lịch là tiết lập hạ, tuổi Đinh Tị sinh vào thời điểm này trong năm là người trung hậu, tính tình ôn hòa, nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp, tư chất thông minh. Dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp của người này thì cũng khiến cho bao người thầm mong ước họ có tài năng xuất chúng, đa tài, đa nghi, trí dũng song toàn của họ và dường như có thể làm được tất cả mọi điều chỉ cần họ muốn mà thôi. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp thì tuổi Đinh Tị sinh tháng tư âm khả năng lĩnh ngộ cao, có cái nhìn sắc bén, nhanh nhạy nắm bắt vấn đề, lại có được quý nhân chỉ lối, dẫn đường, cho nên quý mệnh chủ có thể làm nên nghiệp lớn, gặt hái được nhiều thành công vang dội. Vận mệnh của Đinh Tị sinh tháng năm âm lịch. Tháng năm âm lịch là tiết mang trùng, tuổi Đinh Tị sinh vào tháng này trong năm có ý chí hơn người, họ có dũng, có mưu, có tài thao lược, đầu óc lanh lợi, thông minh, họ còn giỏi quan sát thời thế, sự tất thành của người này có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan, trở ngại để giành lấy những gì mình muốn, gia đạo hưng vượng, chuyện cát khánh cực nhiều, cuộc đời bình an, phúc lộc lâu dài. Đinh Tị sinh tháng năm âm may mắn được quý nhân ở bên giúp đỡ cho khá nhiều, họ là người nhanh nhẹn và tinh tế, họ biết nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế của bản thân để vượt qua trở ngại, làm nên những thành công to lớn trong sự nghiệp, tài vận hanh thông, rộng mở. Vận mệnh của Đinh Tị sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm trong năm là tiết tiểu thử, tuổi Đinh Tị có tháng sinh âm lịch rơi vào tháng 6 là người có lòng từ tâm, chân thành, đối đãi với mọi người có tài mà có đức, họ được trời ban cho tài lộc vạn sự như ý, danh lợi song toàn, họ có ý chí, có tham vọng, họ là người kiên cường, dám nghĩ dám làm, có tố chất lãnh đạo, cho dù là theo đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh, thì tuổi Đinh Tị sinh tháng 6 âm lịch cũng giành được những thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ, họ có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội khá cao. Vận mệnh của Đinh Tị sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch theo lịch vạn niên là thiết lập thu, Đinh Tị sinh tháng này trong năm tính tình ôn hòa, nhã nhặn, họ nổi tiếng là người sống thanh cao, trọng đạo đức, trí dũng hơn người. Sinh tháng 7 Đinh Tị có số mệnh tốt đẹp, có thể tay trắng làm nên cơ nghiệp, họ là người thân thiện, cởi mở, rất chân thành đối đãi với mọi người, cho nên có mối quan hệ xã giao rộng khắp, tài năng xuất chúng, tiền bạc dư dôi, dù là chuyện gì thì họ cũng dễ dàng đạt được thành công. Đây còn là người rất giỏi kinh doanh, nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán thì chắc chắn chuyện kinh doanh sẽ vô cùng phát đạt, tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Vận mệnh của Đinh Tị sinh tháng 8 âm lịch thì tháng 8 âm rơi vào tiết Bạch Lộ, tuổi Đinh Tị sinh tháng này là người vui vẻ, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người trong số bạn bè và cũng có mối quan hệ vô cùng rộng khắp, họ thông minh, nhanh nhẹn, lại lương thiện, chân thành, cũng có tài năng, cho nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi và họ được nhiều người giúp đỡ, bản thân lại có khả năng, cho nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi. Nhờ tài năng đức độ, tích đức hành thiện, tuổi Đinh Tị sinh tháng này không phải chịu nhiều vất vả hay cơ cực trong đời, được hưởng cuộc sống an lạc thảnh thơi, phú quý trường cửu, có bạn bè ở khắp bốn phương, họ sống vui vẻ và được nhiều người yêu mến. Vận mệnh của Đinh Tị sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trong năm là tiết Hàn Lộ, tuổi Đinh Tị sinh tháng này cuộc đời khá bình an, thuận lợi, không phải trải qua nhiều sóng gió. Họ là người dĩ hòa vi quý, không thích làm mọi chuyện trở nên rối loạn, mà luôn tâm niệm một sự nhịn là chín sự lành. Xem tử vi thì đây là người học rộng biết nhiều, lại thông minh, cơ trí, song người này không dễ dàng có được thành công trong chớp mắt, mà họ vẫn cần phải nỗ lực, cố gắng mới có được những gì mình muốn. Đường đời khó tránh khỏi những lúc gặp phải trở ngại, chính vì thế bạn cần vững lòng bền chí thì mới giành được mục tiêu đáng mong đợi. Vận mệnh của Đinh Tị sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là rơi vào tiết Lập Đông, tuổi Đinh Tị sinh vào tháng 10 âm lịch là người có tâm hồn đẹp, sống thanh cao, chẳng vướng bụi trần, với họ giúp đỡ mọi người là chuyện rất đỗi bình thường. Họ thích giao thiệp và có bạn bè khắp bốn phương, họ là người có ý chí, có lý tưởng cao, cũng có tài năng và đức độ, nhưng thành công đến với họ không mấy dễ dàng. Họ có thể chịu khó chịu khổ, ăn gió nằm xương để thực hiện lý tưởng của mình. Nếu giành được thời cơ thuận lợi thì vẫn có cơ may làm nên sự nghiệp thành công. Nhưng nếu muốn gây dựng sự nghiệp to lớn thì e rằng mong muốn khó thành hiện thực. Vận mệnh của Đinh Tị sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là rơi vào tiết Đại Tuyết, cho nên khắp nơi tiết trời giá lạnh, cây cối khó bề sinh trưởng. Đinh Tị sinh tháng này tiến thoái lưỡng nan, mưu sự khó thành, nghe chuyện chi tiêu cũng túng thiếu trăm bề, cuộc sống không được đủ đầy,
sinh không gặp thời thời trở che, người này phải chịu nhục, cực khổ, mà mãi tới những năm tháng cuối đời mới gặp được may mắn. Họ là người có tài, có tinh thần trách nhiệm cao, nghe chuyện bất bình, tính tình lại nóng nảy nên họ dễ đắc tội với người, mà làm mất lòng người khác. Tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 11 âm tốt nhất thì quý mệnh chủ nên đi xa lập nghiệp, thì cơ may thành công sẽ cao hơn. Vận mệnh của Đinh Tỵ sinh, tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trong năm là tiết tiểu hàn, trời giá buốt, cho nên rắn không muốn ra khỏi hang, mà cũng chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Tuổi Đinh Tỵ sinh tháng này cũng vì thế mà phải chịu cảnh cơ hàn, họ luôn gặp phải chuyện rắc rối, phiền não, khổ tâm không dứt, tuy có cát tinh cao chiếu là đó, nhưng cũng khó lòng vạn sự như ý, sống khoan dung, độ lượng, phóng khoáng với người, họ có trước, có sau, cũng nhờ thế, cho nên mặc dù tiền vận vất vả, khó có được thành công trong sự nghiệp, nhưng từ trung vận trở đi, quý mệnh chủ sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc, giành được nhiều cơ hội phát triển, cũng như dễ bề gặt hái thành công hơn. Kính thưa quý anh chị, không chỉ là tôn giáo với những giáo lý, giáo luật chặt chẽ, đạo Phật có nhiều triết lý sống đơn giản mà sâu sắc, giúp con người tiếp cận gần hơn tới hạnh phúc và vui vẻ. Cùng nghe lời Phật dạy về cuộc sống, đừng bao giờ coi thường người khác, hiểu được tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình. Có câu nói vô cùng nổi tiếng của triết học mà hầu như ai cũng biết, anh không phải là cá, sao biết niềm vui của cá? Câu nói nhắc nhở về sự khác biệt giữa những người khác nhau, không ai giống ai cả. Lời Phật dạy về cuộc sống tương tự như vậy, nhưng mà dễ hiểu hơn nhiều, đừng coi thường ai cả. Một là, coi thường người khác là phạm ác nghiệp. Theo Phật giáo, con người sống trên đời chánh nhất là tham, sân, si, vì ba điều này gây ác nghiệp, đưa đường chỉ lối sai trái khiến cuộc sống bế tắc, đảo lộn. Vì sao coi thường người khác là phạm ác nghiệp? Vì coi thường một ai đó là bạn đang tham, sân si, coi thường có thể xuất phát từ sự khinh khi, coi mình cao hơn người khác, hoặc ghen tị với thành quả mà người khác đạt được nên cố tỏ ra bất cần. Dù trường hợp nào thì cũng là phạm phải tham, vì tham cầu danh để thỏa mãn hư vinh, hoặc tham thứ không thuộc về mình nên nảy sinh tham vọng được như họ hoặc tham vọng dẫm đạp lên họ. Lòng tham này nó có thể dẫn tới tội ác, làm ác để chiếm đoạt cái họ đang có thành của mình, hoặc làm ác để chứng minh mình hơn họ, mình là người ở vị thế cao hơn, tốt hơn, mình có quyền trả đạp, nhạo báng họ, sống thuận theo tự nhiên thì mới mong có cuộc đời viên mãn, sống tham lam không thể thoát khỏi quả báo. Coi thường người nào đó là sân, sân là cơn nóng giận, thù hận, không hài lòng. Bạn có biết rằng, khi coi thường ai đó, trong lòng chúng ta đã nảy sinh ác nghiệp sân, có ý nghĩ thù địch với đối phương, vì cảm thấy họ kém cỏi, không đạt tiêu chuẩn mà bạn đặt ra. Coi thường người khác là si, mê muội, nông cạn, thiếu hiểu biết, bản thân làm được điều gì đó, đạt được thành tựu gì đó, không có nghĩa là người khác cũng phải làm được. Ngược lại, không phải điều mình không làm được thì người khác cũng không có khả năng đó. Lời Phật dạy về cuộc sống nhấn mạnh tới bản ngã của mỗi con người. Bất cứ ai cũng là một cá thể hoàn chỉnh với những năng lực, cảm xúc, quan điểm khác biệt. Người có thế mạnh ở mặt này, người có thế mạnh ở mặt khác. Trên đời không có người hoàn hảo, cũng không có ai là vô dụng cả. Đánh giá thấp về người khác chính là biểu hiện sự ngu muội, không nhìn thấy toàn diện vấn đề, có cái nhìn phiến diện theo năng lực của bản thân. Vì vậy mà kích động, dễ sai lầm, dễ cho mình đứng trên, tới khi đối diện với cuộc sống phong phú mới ngỡ ngàng, thất bại và hối hận. Hai là, tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Phật giáo luôn hướng con người tới cuộc sống an nhiên, tự tại, vô thường, bình tâm. Vì sao? Vì như vậy có thể loại bỏ tham, sân, si và hạnh phúc. Để có được điều ấy, trước tiên phải tôn trọng người khác, tôn trọng chính mình. Người đánh giá thấp người khác thực chất là người không biết tôn trọng chính mình, luôn so sánh bản thân với người xung quanh, mà không biết rằng giá trị của mỗi người đều xứng đáng được tôn vinh. Mình yêu quý bản thân bao nhiêu thì người khác cũng yêu quý họ như vậy. Hơn nữa, mỗi chúng ta là một cá tính riêng, sao phải trở thành thước đo so bì hơn kém với người khác? Hơn thì sao? Không hơn thì sao? Giá trị đích thực của cuộc sống đâu nằm ở thứ bậc. Chỉ cần ta an yên, mọi chuyện đều tốt đẹp. Chỉ cần ta sống tốt, đâu có gì đáng kể nữa. Khi ta tôn trọng chính mình, thì cũng sẽ biết tôn trọng người khác, biết nhìn nhận điểm tốt, điểm mới từ những người xung quanh, từ đó cổ vũ, khích lệ họ và học tập họ để hoàn thiện chính mình. Mình tôn trọng mọi người sẽ tôn trọng mình, tạo nên vòng tròn quan hệ dựa trên tinh thần tích cực, hòa đồng và nhân ái. Mở rộng tâm hồn thì ắt hạnh phúc sẽ ghé thăm. Hãy nhớ lời Phật dạy về cuộc sống, luôn để con mắt nằm ngang, nhìn thẳng một cách trong sáng, chính trực.
cuộc đời tất bằng phẳng, người mà mắt nhìn lúc nào cũng từ trên rọi xuống, sẽ không thể thấy quang cảnh tươi đẹp xung quanh, càng không thể thấy trước chướng ngại trên đường mà tránh, đó không phải là tự mình tạo nghiệp cho mình hay sao? Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải, mong quý anh chị thông cảm, hoan hỷ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý anh chị Đinh Tị sinh năm 1977 thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người, cứu vật, suy cho cùng. Tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý anh chị Đinh Tị sinh năm 1977 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.